Truy nã đặc biệt một bị can trong vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân tại tỉnh Đắk Lắk. Ngày 4 tháng 7, thông tin từ cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định truy nã đặc biệt một bị can trong vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Cụ thể bị can bị truy nã đặc biệt là Y Hoan Eban, sinh năm 1970, trú tại Buôn Mắt, thị trấn Eapok, huyện Cư Mơ Ga, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, ngày 3 tháng 7, đối tượng trên đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố bị can với tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân theo điều 113 Bộ luật hình sự năm 2015. Theo quyết định truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc là tiếp nhận đối tượng truy nã, phải báo ngay cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Đắk Lắc, địa chỉ 58 Nguyễn Tất Thành, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc, theo số điện thoại 069 4389 133. Liên quan đến vụ việc dạng sáng ngày 11 tháng 6, nhóm đối tượng đã tấn công vào trụ sở ở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Ktua, trong đó có khu vực làm việc của công an xã thuộc huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắc, làm 9 người không qua khỏi và 2 người bị thương. Ngày 23 tháng 6 năm 2023, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã ra các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 75 bị can về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, khởi tố 7 bị can về tội không tố giác tội phạm theo điều 390 Bộ luật hình sự năm 2015, một bị can về tội che giấu tội phạm theo điều 389 Bộ luật hình sự năm 2015. Một bị can về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép theo Điều 348, Bộ Luật Hình sự năm 2015. Ngày 28 tháng 6, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắc tiếp tục ra các quyết định truy nã đặc biệt 5 bị can liên quan. Bộ Công an đánh giá đây là vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của các đối tượng rất man dợ, mất nhân tính, thể hiện quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của luật pháp việt nam